Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời trong thầm lặng tại Ukraine. Số tín hữu hành hương kỷ lục tại đền thánh Đức Mẹ Đen ở Ba Lan. Nicaragua thu hồi tư cách pháp nhân của Caritas Maragalpa. Kết thúc cuộc điều tra kéo dài hàng thập niên, Vatican trục xuất người sáng lập khỏi phong trào đầy tai tiếng. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời trong thầm lặng tại Ukraine. Người dân Ukraine có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Hàng năm, dân chúng trong các trang phục truyền thống tuôn đến các nhà thờ mừng kính lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ hồn xác lên trời của Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, là một trong những địa điểm hành hương nổi tiếng. Tuy nhiên, trong năm nay, khung cảnh lại đầy vắng vẻ. Chiến tranh chắc chắn là một lý do. Nhưng lý do chính là bản thân ngôi thánh đường này đã bị quân Nga ném đom, chưa thể trùng tu được. Đề cập đến diễn biến này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và bom của Nga vào các thành phố của Ukraine là một lời thú nhận rằng họ không thể làm gì đáng kể trên đất liền. Tất cả các truyền thông phòng thủ của chúng ta được bảo toàn. Địch không thành công trên bất kỳ hướng chiến lược nào. Họ mất tinh thần, họ đã đi vào con đường diệt vong. Kyiv đã sống sót hết đêm này sang đêm khác và chịu được các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và bom. Phòng không của chúng ta đã hoạt động. Kherson, Izium, tất cả các thành phố khác nơi những kẻ xâm lược tiến hành các cuộc tấn công từ trên không đã không từ bỏ bất cứ điều gì. Chernihiv, Sumy, Mykolaiv vẫn đứng vững. Họ cũng muốn tiêu diệt Odisha, nhưng họ sẽ chỉ nhìn thấy đáy của Biển Đen. Mục tiêu của Nga là nhờ nhà thờ chính tòa Đức Mẹ hồn xác lên trời ở Kharkiv, một trong những di tích chính thống giáo lâu đời nhất của thành phố, di tích của Ukraine. Trong chiến tranh, thánh đường là nơi trú ẩn của cư dân Kharkiv, nơi trú ẩn cho tất cả mọi người, các tín hữu và cả những người ngoại đạo. Vì mọi người đều bình đẳng trong khu vực linh thánh. Bây giờ ngôi thánh đường bị hư hại bởi chiến tranh. Họ thậm chí không sợ điều đó. Họ thích thú với việc Thiên Chúa không phản ứng ngay lập tức. Nhưng Chúa thấy mọi sự và Ngài đáp lại. Ngài đưa ra các câu trả lời để bạn không thể trốn vào đâu được. Không có hòng trú nào để trốn chạy trước phản ứng của Thiên Chúa. Và chúng tôi sẽ trùng tu nhà thờ để không còn dấu vết chiến tranh. Và ngay cả khi bạn phá hủy tất cả các thánh đường và nhà thờ của chúng tôi, bạn sẽ không phá hủy được niềm tin chân thành của chúng tôi ở Ukraine vào Chúa. Niềm tin vào con người, chúng tôi sẽ khôi phục lại mọi ngôi nhà, mọi đường phố, mọi thành phố. Và chúng tôi nói với người Nga, hãy học những từ bồi thường và đóng góp. Bạn sẽ phải trả lại tất cả những gì bạn đã làm chống lại Ukraine, và chúng tôi sẽ không quên những người đã chết, và Chúa sẽ không quên. Bạn đã đến để phá hủy các thành phố của chúng tôi, tiêu diệt người của chúng tôi, lấy đi của chúng tôi tất cả những gì thân yêu đối với chúng tôi. Bạn đã cắt điện, nước và hệ thống sưởi đối với dân thường ở Ukraine. Bạn bỏ lại mọi người mà không có thức ăn và thuốc men. Bạn đang pháo kích cho tuyến đường có thể di tản. Không có vũ khí nào mà bạn không sử dụng để chống lại chúng tôi, chống lại những công dân tự do của Ukraine. Và bây giờ bạn đang nói với những người tuyên truyền của bạn rằng bạn sẽ gửi cái gọi là viện trợ nhân đạo đến Ukraine. Hãy nhớ rằng những kẻ vô thần, khi hàng triệu người nguyền rủa bạn, bạn không có gì để cứu chính mình. Chúng tôi đã sống sót trong lịch sử và trên đất của chúng tôi qua hai cuộc chiến tranh thế giới, ba cuộc Holodomor, Holocaust, Babinya, Great Terror, vụ nổ Chernobyl, sự chiếm đóng Crimea và cuộc chiến ở phía đông. Chúng tôi không có một lãnh thổ rộng lớn, từ đại dương này sang đại dương khác. Chúng tôi không có vũ khí hạt nhân.
Chúng tôi không lấp đầy thị trường thế giới bằng dầu và khí đốt. Nhưng chúng tôi có con người và đất đai của chúng tôi. Và đối với chúng tôi, đó là vàng, đó là những gì chúng tôi đang đấu tranh cho. Chúng tôi không có gì để mất ngoài tự do và phẩm giá của chính mình. Đối với chúng tôi, đây là kho báu lớn nhất. Họ đã muốn tiêu diệt chúng tôi rất nhiều lần. Họ đã thất bại. Họ muốn xóa sạch mặt đất của chúng tôi. Họ đã thất bại. Họ đã đâm sau lưng chúng tôi và chúng tôi đang đứng trên đôi chân của mình. Họ muốn chúng tôi im lặng, nhưng cả thế giới đã nghe thấy chúng tôi. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều, và nếu ai đó nghĩ rằng sau khi vượt qua tất cả những điều này, người Ukraine, tất cả chúng ta đều sợ hãi, suy sụp hoặc sẽ đầu hàng, thì người ấy không biết gì về Ukraine. Putin không có gì để làm ở Ukraine. Về nhà đi. Hãy bảo vệ những người nói tiếng Nga, không phải trên toàn thế giới. Ở quốc gia của bạn có rừng, có gần 150 triệu đó. Và đây vinh quang cho Ukraine. Số tín hữu hành hương kỷ lục tại Đền Thánh Đức Mẹ Đen ở Ba Lan. Con số các tín hữu hành hương năm nay tại Đền Thánh Đức Mẹ Jasna Gora ở Częstochowa, Ba Lan năm nay lên tới mức kỷ lục. Trước thời đại dịch COVID-19, mỗi năm có 4 triệu rưỡi tín hữu đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ vừa nói, nhưng trong thời đại dịch giảm xuống dưới 1 triệu. Từ năm 2020, con số bắt đầu gia tăng trở lại, 2 triệu rưỡi trong năm 2022 và 3 triệu 6 trong năm ngoái. Theo hãng tin Công giáo Kai của Ba Lan, con số tín hữu hành hương năm nay sẽ đạt kỷ lục mới. Văn phòng báo chí của Đền Thánh cho biết, mùa hành hương bắt đầu hồi tháng 5 vừa rồi, có 112 nhóm tín hữu hành hương đi bộ, gồm 14.000 tín hữu đến kính viếng ảnh Đức Mẹ Đen, hơn 160 nhóm tín hữu đi hành hương bằng xe đạp với 6.000 tín hữu. Các nhóm hành hương đi bộ từ các nơi ở Ba Lan sẽ tự về Đền Thánh Częstochowa nhân đại lễ Đức Mẹ Hùng Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8. Một số tín hữu đi bộ hơn 600 cây số trong nhiều tuần lễ, họ ngủ lều trong cuộc hành hương. Ngoài các nhóm trên đây, còn có những nhóm hành hương bằng giày trượt hoặc đi ngựa hoặc chạy bộ. Jasna Gora có nghĩa là Minh Sơn hay Núi Sáng, là một nơi hành hương quan trọng nhất tại Ba Lan. Tại đây có ảnh Đức Mẹ Đen, bông chú Hải Đồng, tuyên truyền do Thánh Luca họa và được coi là ảnh Đức Mẹ làm phép lạ. Ở má bên phải của Đức Mẹ có hai vết sẹo do những người Hussite, một phái Tin Lành đầu tiên ở Cộng hòa Tiệp gây ra. Họ toan tính đánh cắp ảnh này hồi năm 1430. Khi nhóm cướp đó mang ảnh lên xe, thì những con ngựa kéo xe không chịu đi. Cuối cùng, họ buộc lòng phải bỏ ảnh lại. Đan viện Jasna Gora cũng gắn liền với lịch sử quốc gia Ba Lan. Trong thời kỳ quân Thụy Điển vây hãm Ba Lan hồi năm 1655, đan viện do các đan sĩ dòng thánh Phaolô coi sóc đã là thành trì duy nhất mà quân xâm lăng không chiếm được. Biến cố này được coi là phép lạ của ảnh Đức Mẹ Đen. Ba Lan hiện nay có 38 triệu dân cư và có 1.050 đền thánh, trong đó có 793 đền thánh Đức Mẹ, người được tôn là nữ vương Ba Lan. Sau đền thánh Đức Mẹ Jasna Gora là đền thánh lòng Chúa Thương Xót ở Lagiuniki, gắn liền với thánh nữ Faustina Kowalska. Nicaragua thu hồi tư cách pháp nhân của Caritas Matagalpa trong một biện pháp được chính thức công bố vào hôm thứ Năm ngày 15 tháng 8 rằng Bộ Nội vụ Nicaragua đã thu hồi tư cách pháp nhân của tổ chức Caritas giáo phận Matagalpa và 14 tổ chức phi chính phủ khác trong giáo phận vốn đã chứng kiến hàng loạt những vụ bắt giữ và trục xuất các linh mục trong những ngày gần đây. Tài sản của tổ chức bị chuyển giao cho nhà nước. Bộ Nội vụ Nicaragua đã thu hồi tư cách pháp nhân của Hiệp hội Matagalpa, một trong 8 chi nhánh của Caritas tại Nicaragua, và 14 tổ chức phi chính phủ khác, trong đó có 9 tổ chức tự nguyện giải thể.
Biện pháp này đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ là Maria Amelia Coronel phê duyệt tại Manawa. Theo hai thỏa thuận cấp bộ được công bố trên Gazeta là công báo chính thức của Nicaragua, Caritas Matagalpa hoạt động như một trung tâm phúc lợi xã hội do Giáo hội Công giáo quản lý, được ghi danh vào ngày 26 tháng 3 năm 2009. Trong những năm gần đây, tổ chức này đã thúc đẩy sự phát triển của các cộng đồng xa xôi nhất ở tỉnh Matagalpa, ưu tiên cho những bộ phận dân cư nghèo nhất và những người thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản, y tế và giáo dục, như đã nêu trên trang mạng xã hội chính thức của tổ chức. Việc hủy bỏ Caritas diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Matagalpa, nơi hàng loạt vụ bắt giữ và trục xuất các linh mục đã được ghi nhận trong những tuần gần đây. Theo Bộ Nội vụ nước này, biện pháp chống lại Caritas được thúc đẩy bởi sự không tuân thủ do tổ chức này không nộp báo cáo tài chính trong giai đoạn năm 2020 đến 2023 và Hội đồng Quản trị đã hết nhiệm kỳ vào ngày 27 tháng 9 năm 2022. Tài sản của Caritas và các tổ chức khác giờ đây sẽ bị chuyển cho nhà nước Nicaragua. Bộ chỉ ra rằng Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp sẽ chịu trách nhiệm chuyển nhượng các tài sản. Với việc hủy bỏ tư cách pháp nhân của Caritas và các tổ chức phi chính phủ khác, số lượng tổ chức phi chính phủ bị bọn độc tài Nicaragua cấm kể từ tháng 12 năm 2018 đã tăng lên hơn 3.600, với phần lớn tài sản của họ được chuyển giao cho nhà nước. Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông Nicaragua cũng đưa tin về một hoạt động được cho là của cảnh sát tại nhà thờ Matagalpa. Các đặc vụ mặc thường phục được cho là đã vào nhà thờ, bắt giữ các nhân viên hành chính và đe dọa trục xuất các giáo sĩ khỏi đất nước. Kết thúc cuộc điều tra kéo dài hàng thập niên, Vatican trục xuất người sáng lập khỏi phong trào đầy tai tiếng. Kết thúc chu kỳ cáo buộc và điều tra kéo dài hàng thập niên, các giám mục Peru hôm thứ Tư tuyên bố rằng giáo dân Luis Fernando Figari, người sáng lập một phong trào đầy tai tiếng có tên là Soda Lithium Christine Vite hay Hiệp hội Đời Sống Kitô, đã bị trục xuất khỏi nhóm vì cáo buộc lạm dụng. Trong thông báo ngày 14 tháng 8, các giám mục Peru cho biết, thông qua một thông cáo báo chí, Hội đồng Giám mục Peru công bố sắc lệnh do Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các Hiệp hội Đời Sống Tông Đồ của Tòa Thánh ban hành, phù hợp với sắc lệnh mà Hội đồng Giám mục Peru ban hành chiếu theo Điều 746 của Bộ Giáo luật về việc trục xuất ông Luis Fernando Figari Rodrigo khỏi Tu đoàn Tông Đồ Đời Sống Kitô, gọi tắt là SCV, được ký bởi Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 6 tháng 8. Sắc lệnh do các giám mục Peru công bố cho biết Figari đã bị trục xuất khỏi SCV vì hành vi không thể chấp nhận được với tư cách là thành viên của một tổ chức của giáo hội, cũng như vì là nguyên nhân gây ra vụ tai tiếng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho tổ chức giáo hội và thiện ích của mỗi tín hữu. Figari đã bị Vatican trừng phạt vào năm 2017, bao gồm cả việc bị cấm có bất kỳ liên hệ nào với nhóm, không được đưa ra các tuyên bố công khai và không được quay trở lại Peru. Các cáo buộc chống lại người đàn ông hiện 77 tuổi này bao gồm nhiều hình thức lạm dụng tình dục, thể chất và tâm lý. Ngoài Figari, Vatican đầu năm nay đã gửi thư trừng phạt tới một số thành viên hàng đầu khác của nhóm như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra đối với SCV, bao gồm 3 người đàn ông có quan hệ với nhà cộng đồng và giáo xứ có trụ sở tại Denver của SCV là nhà thờ Holy Name ở Englewood, Colorado. Hiệp hội Đời Sống Kitô là phong trào giáo dân lớn nhất ở Peru, được Figari thành lập vào năm 1971. Sinh ra ở Lima vào năm 1947, Figari ngoài SCV còn là người sáng lập Cộng đồng Giáo Dân Nữ, Cộng đồng Thánh Mẫu Hòa Giải, một cộng đồng nữ tu, những tồi tớ của Kế hoạch Thiên Chúa và một phong trào của giáo hội được gọi là Phong trào Đời Sống Kitô Giáo. Tất cả đều có chung một linh đạo. Là một nhóm có sức lôi cuốn với sở trường thu hút giới trẻ,
SCV đã thu hút rất nhiều ơn gọi và đặc biệt nổi tiếng trong giới trẻ, bị thu hút bởi cuộc sống khổ hạnh nghiêm ngặt, đào tạo trí tuệ và chiến đấu tinh thần. Đôi khi mô tả lời kêu gọi của họ dưới góc độ chiến đấu như những người lính ưu tú trong đội quân của Chúa. Vickery đã từ chức lãnh đạo của SCV vì lý do sức khỏe vào năm 2010. Sau đó, các báo cáo về hành vi sai trái bị cáo buộc đã bắt đầu xuất hiện. Một cuộc điều tra đầy đủ về các khiếu nại chống lại Vickery đã không được mở cho đến năm 2015. Sau khi các nhà báo người Peru Pedro Salinas, cựu thành viên của SCV, và Paula Ugas xuất bản cuốn sách Half Monks, Half Soldiers, ghi lại nhiều năm bị cáo buộc lạm dụng tình dục, thể chất và tâm lý bởi các thành viên của SCV. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.